một bé trai 11 tuổi ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An uống hơn một lít rượu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng rối loạn ý thức, tổn thương não nặng và đã được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi, Nghệ An. Bé tên và bá nên, 11 tuổi dân tộc Mông, nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, kích thích vật phả, khó thở nôn nhiều và sốt liên tục 39 độ C. Sau hơn một tuần điều trị, bệnh nhi nên vẫn trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn, các cơ thần kinh bị tổn thương nặng. Theo người nhà Bệnh Nhi, trong lúc mọi người đi vắng nên cùng với nhóm bạn rủ nhau uống rượu. Vì bạn bè thách đố nên đã uống hết khoảng hơn một lít rượu. Gia đình nên là hộ nghèo, bố nên mất sớm, mẹ bỏ đi nên những ngày qua một mình anh trai phải ở bệnh viện chăm nên.